Xe tăng mới của Nam Hàn gây chấn động thế giới. K2 Black Panther là một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa thế hệ mới, ra mắt vào năm 2007 của quân đội Nam Hàn, do cơ quan phát triển quốc phòng Nam Hàn thiết kế và Hyundai Rotem sản xuất, một chi nhánh của Hyundai Motor Group, được chế tạo để thay thế hầu hết các xe tăng M48 Patton còn lại và bổ sung cho loại xe tăng chiến đấu chủ lực K1 hiện đang được quân đội nam hàn trang bị và m47 m48 của mỹ xe tăng k2 black panther được trang bị một lớp giáp hỗn hợp và giáp phản ứng nổ bao gồm một hệ thống bảo vệ hạt nhân sinh học và hóa học tập thể khoang chứa đạn được trang bị một tấm chắn để bảo vệ phi hành đoàn khỏi sức nổ của đạn dược một hệ thống bảo vệ được lắp đặt trên xe tăng để bảo vệ chống lại các hỏa tiễn và hỏa tiễn chống xe tăng. Xe được trang bị một hệ thống điều hòa không khí và hệ thống kiểm tra tổng hợp. Hệ thống dẫn đường bao gồm hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống dẫn đường quán tính. K2 Black Panther cũng được bảo vệ bằng hệ thống dập lửa. Xe có hai khối liệu đạn khói, mỗi bên có 6 ống phóng. Xe tăng K2 Black Panther có chiều dài là 10.8m, rộng 3.6m, cao 2.4m, nặng 55 tấn. Xe có thể hành trình với tốc độ tối đa là 70 km một giờ trên đường nhựa và có thể quay lại 360 độ một cách dễ dàng. Trên hình điệu gồ ghề, K2 Black Panther vẫn có thể chạy tối đa là 50 km một giờ. Xe có thể gia tăng tốc độ từ 0 đến 32 km một giờ trong vòng 7 giây có khả năng vượt chướng ngại cao 1.3 m và leo dốc 60%. Vũ khí chính của K2 Black Panther là một khẩu pháo nòng trơn 120mm L2-55 với bộ nạp tự động, có tốc độ bắn tối đa là 15 viên cho một phút. Điều đáng nói là K2 sử dụng hệ thống nạp đạn tự động cũng tương tự như loại được sử dụng trên xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của Pháp. Pháo chính có 16 đạn pháo nằm trên hệ thống nạp tự động. 24 viên đạn còn lại được cất giữ bên trong thân xe tăng. Tổng số đạn pháo mang theo tối đa là 40 quả. L-55 là loại pháo xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay với tầm bắn lên tới 10 km giúp cho K2 có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất cũng như trên không. K2 Black Panther được trang bị hệ thống theo dõi và phát hiện mục tiêu tự động cùng chức năng Killer Hunter. Tầm nhìn chính GPS của xã thủ và tầm nhìn toàn cảnh CPS của chỉ huy được ổn định theo hai trục và bao gồm một máy ảnh nhiệt và máy đo xa laser cho phép quan sát ngày và đêm. Hơn nữa, hệ thống điều khiển hỏa lực của nó có thể phát hiện, theo dõi và bắn tự động vào các mục tiêu có kích thước. Xe có thể nhìn thấy mà không cần bất kỳ vận hành nào từ người điều khiển. Pháo 120mm có thể bắn nhiều loại đạn, phù hợp với tất cả các loại đạn tiêu chuẩn của xe tăng NATO. Một trong những loại đạn đặc biệt được K2 sử dụng là KSTAM, tức là Korean Smart Top Attack Munition, loại đạn tấn công thông minh mới hàng đầu của Nam Hàn với tầm bắn tối thiểu là 2 km và tối đa lên tới 8 km. Loại đạn KSTAM có hệ thống định hướng chuyển động riêng, được hỗ trợ bởi 4 vây ổn định. Đây là loại đạn khởi động và quên mục tiêu, nhưng không nên lầm lẫn với hỏa tiễn dẫn đường chống xe tăng. Ở giai đoạn cuối cùng, các chiếc dù sẽ khai triển để làm chậm quá trình rơi và tiếp cận chính xác mục tiêu. Nguyên tắc này gần giống như các loại đạn chống xe tăng phóng từ súng cối. Ngoài ra xe tăng K2 có thể bắn các loại đạn KSTAM từ phía sau. Vũ khí phụ gồm súng máy 7.62 mm đồng trục và súng máy hạng nặng K6 12.5 mm lắp trên nóc. Cả hai súng máy này đều có số lượng đạn rất đáng nể: 12.000 viên 762 mm và 3 khẩu 200 viên. 12.7mm. Hơn nữa, súng máy hạng nặng K6 có một hệ thống tự động, giúp xác định đồng minh và đối phương. Lớp giáp hợp chất tân tiến, loại không được tiết lộ và khối giáp phản ứng nổ cùng với hệ thống bảo vệ chủ động. Xe tăng K2 có một phi hành đoàn gồm 3 thành viên, bao gồm chỉ huy, xạ thủ và người lái. Các tính năng khác của xe tăng K2 bao gồm hệ thống kiểm soát chiến trường kỹ thuật số và hệ thống định vị để phối hợp nhanh chóng. K2 có thể nhanh chóng báo cáo tình hình chiến đấu, do đó nâng cao nhận thức về tình huống của các lực lượng thiện chiến. K2 được nam hàng trang bị động cơ diesel MTU MB883 KA501 1.500 mã lực. Ngoài ra còn có một bình điện thuộc binh khí phụ trợ cung cấp 400 mã lực, cung cấp năng lượng cho các hệ thống trên xe tăng khi động cơ chính bị tắt. Hộp số hoàn toàn tự động của xe bao gồm 5 số tiến và 3 số lùi. K2 Black Panther có hệ thống treo khí nén bán chủ động hiện đại. Mỗi bánh xe chuyển động đều có thể điều khiển riêng cho phép xe tăng này có thể ngồi, đứng, quỳ hoặc nghiêng theo bất kỳ hướng nào. K2 có thể nghiêng về phía trước và phía sau điều này giúp súng chính của xe tăng có khả năng thay đổi góc bắn tốt hơn nhất là có thể bắn chút nòng xuống. K2 cũng có khả năng nghiêng sang trái hoặc là sang phải giúp cải thiện việc lái xe dọc theo sườn dốc theo chuyên gia của National Interest tính năng này mang lại cho xe tăng một số lợi thế hơn nữa Người ta khẳng định rằng hệ thống như vậy dễ bảo trì hơn so với hệ thống truyền thống. Xe tăng K2 Black Panther được lắp bộ phụ kiện lội nước sâu cho phép xe tăng vượt sông và các chướng ngại vật nước sâu tới 4.2m. Các xe tăng chiến đấu K1 và K1A1 trước đây thiếu tính năng này. Điều thú vị là năm hàng đã thử nghiệm bộ giảm âm thanh động cơ trên xe tăng Hai bộ giảm âm thanh được gắn vào phía sau thân của xe tăng để giảm tiếng ồn của động cơ. Nguyên mẫu đầu tiên được tiết lộ vào năm 2007, việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 2013. Hợp đồng sản xuất 100 chiếc xe tăng K2 đã được khai triển cùng với các lực lượng vũ trang vào tháng 6 năm 2014. Vào năm 2016 thì một lô 100 chiếc xe tăng đầu tiên đã được chuyển giao và các xe tăng bổ sung đang được chế tạo. Quân đội Nam Hàn yêu cầu khoảng 300 chiếc xe tăng mới này. Theo Military Today, K2 có giá khoảng 8.5 triệu Mỹ Kim cho một chiếc, khiến cho nó trở thành một trong những loại xe tăng hiện đại và tân tiến nhất trên thế giới, cũng như có giá thành đắt đỏ và bậc nhất hiện nay vượt trội so với bất kỳ loại xe tăng nào mà Triều Tiên hay Trung Cộng có, vượt qua khỏi Type 90 MPT của Nhật Bản. Năm 1995 thì cơ quan phát triển quốc phòng Nam Hàn được giao nhiệm vụ phát triển một chiếc xe tăng chiến đấu hiện đại dựa trên các kỹ nghệ tân tiến trong nước. Mục tiêu của chương trình phát triển này là nhằm hiện đại hóa hơn nữa của quân đội Nam Hàn, bất chấp khả năng vượt trội của các thiết kế K-1 và K1A1 hiện có so với các xe tăng của Triều Tiên. Hầu hết trong số đó có xe tăng T-55 và mẫu 59 đã cũ. Việc nhấn mạnh vào kỹ nghệ trong nước cũng sẽ cho phép xe tăng được đề xuất thâm nhập thị trường xuất khẩu mà không gặp khó khăn về giấy phép. Xe tăng K2 được phát triển trong nước dựa trên kinh nghiệm phát triển xe tăng K1 và K1A1 nhằm phù hợp hơn với chiến trường trong thế kỷ 21. K2 có một số tính năng khiến cho nó có khả năng cực kỳ cao và khá nguy hiểm trên chiến trường. Khả năng bảo vệ của K2 gần giống với M1A2 Abrams MBT vì K2 nhẹ hơn đáng kể. Người ta khẳng định rằng K2 vượt trội hơn cả M1A2 Abrams